One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất thế giới trên Amazon. Chất âm 2 chuẩn 2DS, nhịp bass sống động với màng loa kích thước 50mm, thích hợp để nghe nhạc và xem phim. One Audio Pro 10 là tai nghe có dây siêu bền với phần dây dễ dàng thay thế. Đệm tai êm ái mang lại cảm giác đeo thoải mái, dành riêng cho người xem hiểu rõ trong 5 phút khi các bạn bấm vào đường link bên dưới, giá chỉ còn 590.000. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ chiều thứ ba ngày 7 tháng 11. Trong video giữa ngày này, chúng ta sẽ cùng bàn luận về những diễn biến mới nhất tại Ukraine trong đêm qua và sáng nay theo giờ địa phương. Chúng ta sẽ bắt đầu với tin tức liên quan đến ông Zelensky. Ông đã và đang hoạt động rất tích cực, nói rất nhiều, làm rất nhiều trong thời gian vừa qua. Gần đây, ông nhận được lời phỏng vấn từ NBC News. Ông được phỏng vấn về tình hình hiện tại, về hướng đi trong tương lai của Ukraine. Có thể mọi người đã nghe ngóng được gần đây có rất nhiều tin tức trôi nổi trên khắp mặt báo về khả năng diễn ra một cuộc đàm phán giữa Nga và phương Tây về một hiệp ước hòa bình trong tương lai. Theo thông tin từ bài phỏng vấn này thì ta nhận thức được một vấn đề rõ ràng rằng ông không muốn và không có ý định tham gia hay ký kết bất kỳ các hiệp ước hòa bình nào hết. Mục đích tối thượng của ông là hủy diệt nước Nga. Nếu chúng ta nghiêm túc suy nghĩ về câu nói này thì chắc chắn mọi người sẽ có chung một khẳng định. Người đàn ông này điên rồi. Trước bài phỏng vấn này, vẫn còn nhiều người níu giữ được hy vọng nào đó về một nền hòa bình cho cả hai bên. Nhưng sau khi phỏng vấn của ngài Tổng thống Ukraine thì cái ước muốn đấy vẫn chỉ là ước muốn mà thôi. Chắc chắn sẽ chẳng có bất kỳ một cuộc hội đàm nào trong tương lai giữa Putin và Zelensky. Vì ông Zelensky đã phát biểu một câu rất nổi tiếng, bay khắp truyền thông phương Tây. Ông gọi Putin là một kẻ khủng bố. Không chỉ là khủng bố mà còn có một tính từ kèm theo danh từ trên. Nhưng không may là mình không thể nói từ này trong kênh của mình, nên mọi người có thể theo dõi trên màn hình. Ông Zelensky đã đốt cháy mọi cây cầu ngoại giao giữa chính ông và Tổng thống Putin. Nhưng đó chỉ là cây cầu ngoại giao giữa ông và Putin thôi. Con đường ngoại giao giữa Nga và Ukraine vẫn còn đó. Theo nguồn tin từ văn phòng Tổng thống thì cuộc bầu cử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 3 năm 2024. Rất có khả năng Zelensky sẽ được thay thế bởi một người khác. Nhưng cho đến ngày 31 tháng 3 sẽ không có bất kỳ một cuộc đàm phán hòa bình nào diễn ra giữa Nga và Ukraine. Chính xác hơn là giữa Zelensky và Putin. Bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục với diễn biến trực tiếp trên chiến trường. Bắt đầu với Odessa, Nga liên tục đánh phá thành phố cảng này. Các nguồn tin cho rằng có tới 4 làn sóng công kích. Nga sử dụng UAV để tấn công, phá hủy nhiều kho đạn dược, vị trí tập trung lực lượng Ukraine, các bệ phóng tên lửa, hệ thống phòng không. Cũng trong ngày hôm qua, Ukraine cũng đã cố gắng chống cự lại với các đòn tấn công của Nga bằng cách khởi động hệ thống phòng không của mình, như trong video mọi người có thể theo dõi. Ukraine thành công triệt hạ số lượng đáng kể UAV của Nga, nhưng có nhiều quả tên lửa phòng thủ Ukraine đưa vào sử dụng đã bị hết hạn, khiến nỗ lực phòng không phản tác dụng. Tên lửa phát nổ xung quanh thành phố. Như trong video này, mọi người có thể thấy rõ quả tên lửa Ukraine phóng lên để triệt hạ UAV Nga, nhưng quả tên lửa này đã hết hạn, rơi xuống giữa chừng và phát nổ trong chính thành phố. Thiệt hại trong thành phố được ghi nhận là khá đáng kể, may mắn thay không có thiệt hại về người. Nhưng nó cho ta thấy hiện trạng đáng báo động về hệ thống phòng không của Ukraine. Thậm chí Odessa còn là một thành phố có tầm quan trọng lớn trong thời điểm hiện tại. Mà lại còn như vậy thì hệ thống phòng không tại các thành phố khác sẽ ra sao? Các nguồn tin cho rằng những đòn đánh nêu trên là động thái đáp trả cho việc tấn công vào khu định cư phía đông Mariupol, khu định cư Sidove, và có nhiều vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu định cư này. Các nguồn tin cho rằng Ukraine đã tấn công bằng tên lửa Storm Shadow, nhưng sau đó họ nhận được thông tin đính chính rằng không có đòn tấn công nào nhắm vào khu vực này. Chỉ là lỗi kỹ thuật về đường điện tại các kho chứa đạn dược của Nga, chỉ là sự cố ngoài ý muốn, không có vấn đề gì cả. Tiếp đến với diễn biến tại chiến trường Kherson, Ukraine tiếp tục cố thủ tại Kerinki. Nga vẫn chưa đưa ra được biện pháp để đẩy quân Ukraine ra khỏi khu định cư này. Thứ duy nhất Nga có thể làm ngay trong lúc này là đánh vào các vị trí tập trung lực lượng của Ukraine tại Mykhailivka, Kuzhatske, Berislav, ngăn chặn khả năng Ukraine tập trung được một đoàn quân quy mô lớn và tiến hành chiến dịch đổ bộ. Chúng ta hiểu rõ một điều rằng nếu ông Zelensky muốn tranh cử một lần nữa, nếu ông muốn trở thành tổng thống một lần nữa, thì ông cần thiết phải đưa ra một thành quả nhất định. Giờ đây tháng 11 rồi, còn khoảng chừng 6 tháng để tạo ra sự thay đổi nào đó, để thể hiện không phải cho các nước phương Tây, ông không quan tâm phương Tây nghĩ gì nữa, mà là cho người dân Ukraine. Trong 6 tháng tới đây, ông sẽ cần phải chiếm đóng khu định cư nào đó hay giải phóng khu định cư nào đó, nhưng chắc chắn một điều rằng điểm chạm đầu tiên sẽ là Kherson. Chiến trường tại đây trong 6 tháng tới dự là sẽ cực kỳ đẫm máu. Tiếp theo, chúng ta có một số cập nhật mới tại chiến trường phía nam Donetsk. Nga tiếp tục nã bom vào vị trí tập trung lực lượng Ukraine tại Uruzhena. Chắc chắn một điều rằng Nga đang có dự tính gì đó tại chiến trường này. Trước đó thì trong tuần trước, Nga đã thành công chiếm quyền kiểm soát một số con hào, cứ điểm tại khu vực giữa Prius, Staromayorske, Uruzhena. Hiện giờ họ đang tấn công lực lượng Ukraine đóng quân tại Uruzhena. Nhưng theo mình suy luận thì rất có thể Nga sẽ tiến tới triển khai chiến dịch tấn công nào đó tại khu vực này.
chúng ta có các cập nhật nóng tiếp tục được ghi nhận tại Donetsk. Theo nhiều nguồn tin khác nhau, thì trong đêm hôm qua đã có rất nhiều lượt đánh bom, nã pháo khủng khiếp vào vị trí lực lượng Ukraine đóng quân tại Stepove và khu vực lân cận Novokalinove. Các nguồn tin cho rằng Nga đang cố gắng chiếm quyền kiểm soát vùng lãnh thổ như mình biểu thị trên bản đồ. Nga sẽ cố gắng xây dựng thêm nhiều cứ điểm để bảo toàn lực lượng của mình. Trong một vài ngày tới, khả năng cao chúng ta sẽ được chứng kiến giao tranh ác liệt tại khu vực được đánh dấu như trên. Mục tiêu của Nga sẽ tiến vào khu vực ngoại ô Novokalinove và khu vực ngoại ô phía đông Stepove. Chuyển lên mặt trận phía trên, ta nhận được một số thông tin mới tại Bakhmut. Nga tiếp tục duy trì chiến dịch tấn công tại khu vực lân cận Berdyshka, Zahisne, Dobovo và Silivka. Theo những thông tin chúng ta nhận được, thì Nga thành công kiểm soát thêm một phần lãnh thổ như mình biểu thị trên bản đồ. Thêm một số con hào, đường cây tại vị trí này tiến sát tới vị trí lực lượng Ukraine đóng quân dọc đường dây. Theo suy đoán của mình, thì Nga sẽ triển khai giai đoạn tiếp theo bằng việc tiến đánh vào khu vực như trên bản đồ. Mục tiêu của chiến dịch này sẽ là chiếm quyền kiểm soát vùng đất nằm trước Bodaniska, đoạn đường dây và đặc biệt là chiếm quyền kiểm soát khu định cư Kromove. Nếu thành công triển khai chiến dịch, Nga có thể làm giảm áp lực Ukraine đang đè nặng lên lực lượng tại bờ nam, khu vực lân cận Klitschka, Andriyska. Giao tranh liên tục nổ ra tại hai khu định cư trên. Theo một số nguồn tin, Ukraine đã thành công tiến đánh và chiếm quyền kiểm soát đoạn đường dây và tiếp tục tiến sâu hơn về phía quân đội Nga. Lực lượng Nga tại khu vực này đang có rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Chắc chắn họ không hề muốn đối đầu trực diện với quân Ukraine. Nga muốn duy trì một khoảng cách hợp lý giữa hai lực lượng. Nhưng việc Ukraine liên tục đẩy lên tương tự khiến Nga phải liên tục rút quân. Để ngăn chặn tiến trình nêu trên, Nga bắt buộc phải mở ra một tiền tuyến thứ hai tại bờ bắc Bakhmut. Tiếp tục di chuyển, chúng ta đến với khu định cư Vasilkivka, ghi nhận một số diễn biến mới. Trước đó thì trong vài tuần trước, Nga đã triển khai chiến dịch tấn công tại khu vực này. Các nguồn tin cho rằng sau thời gian đánh chiếm, Nga đã có trong tay Vasilkivka, nhưng ta chẳng hề nhận được bất cứ video nào xác nhận thông tin trên. Chỉ có một video ghi nhận hình ảnh Nga triển khai tấn công bằng hệ thống pháo phòng thủ để chuẩn bị cho chiến dịch đổ bộ của họ. Trong ngày hôm qua, ngày 6 tháng 11, Lữ đoàn cơ giới số 30 của Ukraine đăng tải một đoạn video cho thấy diễn biến trên chiến trường tại khu vực này. Nga thiệt hại một số xe quân sự nhất định, nhưng điểm quan trọng nhất trong video này là những vụ nổ được định vị tại vị trí như trên bản đồ. Tại trang trại này, ta có thể khẳng định một điều rằng, sau nhiều ngày giao tranh, Nga chưa giành được quyền kiểm soát toàn bộ khu định cư, và ít nhất là trang trại này đã nằm hoàn toàn trong quyền kiểm soát của quân đội Nga. Có cho mình một cứ điểm quan trọng để tiến tới đặt cây cầu này trong tầm kiểm soát. Sau tương lai gần thì Nga tập trung được một lực lượng có quy mô đủ lớn. Họ sẽ tiếp tục chiến dịch đánh sâu hơn và chiếm hoàn toàn quyền kiểm soát vùng đất nằm trước khu định cư Vasilkivka, vùng đất nằm tại bờ phía quân đội Nga của dòng sông chạy ngang qua vùng lãnh thổ này. Cuối cùng, tại chiến trường Kupiansk, Liman, hiện chúng ta chưa nhận được bất kỳ thông tin nào đáng chú ý. Vẫn chỉ là một số cuộc đụng độ nhỏ thường ngày giữa Nga và Ukraine. Và đó là tất cả thông tin cho video này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.